Và mình chắc chắn với mọi người rằng khi mua con máy này về, các bạn sẽ có được một tuổi thọ rất là lâu, có thể dùng được trong một thời gian cực kỳ dài. Đây là một trong những con máy cắt đề can nhỏ nhất mà các bạn có thể tìm được ở trên thị trường. Vậy thì với một kích thước nhỏ như thế này thì liệu IC450 có ưu điểm cũng như là nhược điểm gì? Nếu các bạn đã quan tâm tới IC450 thì có thể tìm hiểu tại một Internet đạt thông qua đường link mình để ở bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên thì mọi người có thể thấy kích thước máy cực kỳ nhỏ gọn, nó chỉ bằng một con máy in văn phòng mà thôi. Nên là các bạn có thể dễ dàng đặt để nó ở bất cứ đâu, dù là những hộ gia đình hay là những hộ kinh doanh nhỏ lẻ mà không chuyên về decal, muốn có thêm một sự lựa chọn cho khách hàng, hay là những hộ kinh doanh online có thể mua con máy này về để cắt những cái logo nhỏ để dán lên những cái bưu phẩm đi ship cho khách hàng cũng hoàn toàn là hợp lý. Tuy nhiên kích thước nhỏ như thế này cũng là một hạn chế, bởi vì nó không thể cắt được những decal có kích thước quá lớn, cũng như là không phục vụ được trong những cái môi trường công nghiệp cần những con máy có công suất lớn hơn. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ có những trang bị rất là quen thuộc trên những con máy cắt decal. Ví dụ như ở phía trước này, chúng ta sẽ có thước đo này, chúng ta sẽ có 3 bánh xe để các bạn có thể giữ chắc giấy. Và ở phía trên này chúng ta sẽ có một màn hình để hiển thị cũng như là những cái nút để các bạn có thể điều chỉnh thông số cũng như là cắt bét ngay ở trên này luôn. Và phía trước này chúng ta đây chính là lưỡi dao. Rồi, về phần hoàn thiện cũng cực kỳ là tốt, mọi người có thể nghe nhé. Đây là cái tiếng này, phần nhựa hai bên này. Đó, cực kỳ là chắc chắn. Phần kim loại này cũng rất là bền bỉ và cứng cáp. Và mình chắc chắn với mọi người rằng khi mua con máy này về, các bạn sẽ có được một tuổi thọ rất là lâu, có thể dùng được trong một thời gian cực kỳ dài. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có 3 cổng kết nối để các bạn có thể cắt trực tiếp thông qua USB hoặc kết nối với máy tính. Một điểm mạnh nữa của IC450 đó chính là tốc độ cắt cực kỳ nhanh, lên tới 800mm/giây. Tốc độ cắt này sẽ giúp các bạn tiết kiệm được thời gian, nâng cao hiệu suất khi làm việc với số lượng lớn, nhanh nhưng mà vẫn rất là chính xác và chuyên nghiệp. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắt bê test một sản phẩm để các bạn có thể thấy được trực quan nhất là chất lượng con máy này nó như thế nào. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành cắt bế thử. Đây là những cái logo rất nhỏ của một Intel Đạt. Mình sẽ cắt thử để xem là tốc độ của máy cắt như thế nào cũng như là độ chính xác nó ra sao. Đầu tiên là các bạn phải đưa giấy vào nè. Đó, mọi người cố định bánh xe ở những cái mép. Các bạn lưu ý là hãy để giấy thẳng nhé. Phải để giấy thẳng. Đây, phải cố định bánh xe ở 2 mép. Rồi, sau đó mọi người sẽ nhấn vào Power trên này để các bạn có thể điều chỉnh chuột ít y là có thể điều chỉnh lại giấy. Đây, mình sẽ điều chỉnh giấy. Đó, và mình sẽ đưa cái, các bạn nhớ là đưa cái lưỡi dao này vào bên trong phần giấy. Đó, ok. Sau khi đã đưa xong, sau khi đã chỉnh xong, các bạn hãy nhấn Origin. Như mọi người thấy thì tốc độ bây giờ mình đang để là 800 là max speed của con IC450 này. Và lực cắt là 110g. Đây là lực cắt mình đã test rồi, nó là vừa đủ vừa đẹp để cắt miếng decal này. Đây là sau khi mình đã cắt bế xong một đống những cái logo của một Internet như thế này. Và mọi người thấy là tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Trong tầm chưa tới 1 phút thôi là chúng ta đã cắt xong một tờ như thế này rồi. Đây, mình sẽ lột ra cho mọi người thấy. Đó, lột ra cực kỳ là dễ dàng luôn. Đây, lột ra rất dễ dàng, mọi người nhìn đi, rất là sát luôn, rất là chính xác, không có một phần trắng thừa hay là cũng không cắt lẹ một miếng nào cả. Với một con máy cắt decal như thế này thì các bạn sẽ có rất là nhiều ứng dụng. Mọi người có thể cắt decal quảng cáo này, cắt decal chuyển nhiệt để in lên áo thun, hoặc là như lúc nãy mình cũng đã có nói, mọi người có thể cắt những cái logo nhỏ, logo của shop chúng ta và dán lên những cái bưu phẩm mà mọi người đi ship cho khách hàng cũng cực kỳ là ok. Tổng kết lại, với một mức giá vô cùng hợp lý thì đây chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn an toàn, chuyên nghiệp và đáng tin cậy cho những ai đang tìm một con máy cắt bế decal chuyên nghiệp để phục vụ cho kinh doanh. Rồi, các bạn thấy sao về IC450? Hãy để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của Một Internet. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.